thầy cô, ban giám khảo và toàn thể các bạn học sinh. Em là Phan Đại Phúc. Em là Nguyễn Đức Kim Bảo. Chúng em học lớp 5-7 đến trường tiểu học Nguyễn Bánh Khiêm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng em tham gia cuộc thi với chủ đề là tiết kiệm năng lượng và với sản phẩm của chúng em là nhà thông minh. Xin kính mời quý vị ban giám khảo, quý thầy cô và toàn thể các bạn học sinh vào trường để tham quan sản phẩm. Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu việc sống, lối sống giản dị và tiết kiệm theo Bác là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi nhưng cũng không bủn xỉn. Tiết kiệm không phải là ép nhịn ăn nhịn mặc mà chi tiêu cho những việc cần thiết cho cuộc sống và nếp sống văn minh. Lý do chúng em chọn làm dự án là vì từ lời dạy của Bác học kính yêu và hiện trạng thực tế ngày đây ngành năng lượng ngày càng phụ thuộc vào việc nhập khẩu vì nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan của con người. Dựa trên những kiến thức về các ngôn ngữ lập trình như là Scratch và Python cùng với trong lớp học STEM, nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và trang thiết bị đầy đủ, chúng em đã có cơ hội tìm tòi và làm nên mô hình nhà thông minh với giải pháp là tắt mở đèn thông qua nhận diện khuôn mặt bằng camera để giải quyết vấn đề thiếu điện do sự chủ quan của con người. Chúng em đã trải qua quá trình thực hiện dự án như lên ý tưởng dự án ngôi nhà thông minh hiện đại và tự động hóa và tiết kiệm, chuẩn bị nguyên vật liệu, tạo mô hình nhà sàn Bác Hồ, lập trình code trên mặt Arduino Nano ESP8266 và công nghệ AI kết hợp với IoT để bật tắt điều khiển bằng máy tính bảng, điện thoại thông minh, tiến hành lắp ráp thiết bị, chạy thử sản phẩm. Bằng ngôn ngữ lập trình Python, chúng em lập trình cho việc nhận diện người để điều khiển các thiết bị điện trong gia đình bằng cách sử dụng công nghệ AI để điều khiển. Cách sử dụng công nghệ AI nhận diện khuôn mặt và nắm ở bàn tay để tắt mở điện. Sự kết hợp này giúp cho tự động hóa trong ngôi nhà cùng tiện nghi hơn, tiết kiệm hơn. Chúng em còn tích hợp vào đó khả năng phát ra giọng nói cho ngôi nhà thông minh hơn. Nếu sau 1 phút không có người, hệ thống sẽ tự động tắt điện. Cuối tháng sẽ có bảng so sánh và phân tích đánh giá mức độ tăng giảm lượng tiêu thụ của mỗi tháng. Từ đó chúng ta sẽ biết được lượng điện tiêu thụ và sẽ có cách điều chỉnh để sử dụng hợp lý hơn, góp phần làm giảm sự hao hụt không đáng có trong việc sử dụng năng lượng điện trong cuộc sống. Ứng dụng thực tế là bằng nghiên cứu này chúng tôi đã áp dụng vào việc sử dụng điện cho mô hình nhà sàn khu di tích lịch sử cấp quốc gia, nhà sàn của Bác Hồ. Chúng em đã dùng ngôn ngữ lập trình Python để nhận diện người qua camera, sử dụng công nghệ AI và IoT để điều khiển các thiết bị điện, bật, tắt điện trong phòng làm việc của Bác, đèn, vườn cây, khơi bóng người vụt khuất khỏi camera thì đèn tự tắt. Như vậy chúng ta có thể áp dụng nghiên cứu này vào thực tế, sử dụng điện ở các hộ gia đình, cơ quan, xí nghiệp, trường học. Thông qua dự án, chúng em muốn truyền đạt thông điệp mỗi người, mỗi nhà, chúng ta nên sử dụng tiết kiệm điện trong từng hành động của mình. Chỉ một hành động nhỏ của chúng ta đã có thể giảm bớt sức ép về điện, mang điện đi xa hơn đối với những trẻ em nghèo ở vùng quê chưa có hoặc đang thiếu điện, góp phần thúc đẩy ý thức phát triển bền vững và xây dựng một tương lai tốt đẹp dành cho hành tinh của chúng ta. Chúng em xin cảm ơn và xin kính chào quý vị ban giám khảo, quý thầy cô và toàn thể các bạn học sinh thân mến.